Ơ kìa, em làm sao thế? Hả? Chúng nó đánh em. Kìa, sao lại để chúng nó đánh em? Thế bọn nó là bọn nào? Thế bọn nó có đông không? Không đông á? Thế nó có bao nhiêu người? Có 2 người thế. Ui giời ơi, 2 người nhá. Anh đánh chết cả họ nhà chúng nó luôn. Okay. Thế nó thuộc băng đảng nào? Chỉ có 1 nam 1 nữ thôi. Ui giời, 1 nam 1 nữ. Thế em có biết rõ nó là ai không? Là ai? Là chồng em và vợ anh. Anh đánh chết cả họ nhà chúng nó luôn. Chồng em và vợ anh. Ôi và... Bí quyết để đêm 7 ngày 3 vào da chưa kể đó chính là bộ đôi hoàn hảo cao xìn xú và kẹo nhất dạ ngũ dao. Khi mà anh em sử dụng bộ đôi hoàn hảo này thì sẽ giúp cho chị em bê mông chạy quanh giường và không một cuộc yêu nào anh em sẽ không hài lòng. Hãy inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ tư vấn chi tiết cho mình nhé.